Xin chào mọi người đang xem kênh Sùng Tân TV của mẹ Tiên nghe. Bữa nay mẹ Tiên nấu canh khoai môn kiểu Hàn Quốc nha mọi người. Đây là khoai môn. Đây, mình gọt vỏ, mình sắc ra làm tư. Khoai môn mua ngoài quán chị Nhung nè. Đây là thịt heo. Bắp cải mình sắc khúc khúc nha. Món này lần đầu tiên mới ăn luôn nè, lần đầu mới thấy luôn á. Mình cho thịt heo vô chảo, cho ít nước tương, mình đổ nước vô nha mọi người. Sau đó mình cho khoai môn của mình vô. Món này phải nấu cho thiệt là chín nha, nấu không chín là ăn ngứa gãi mỏi miệng luôn á. Tiếp theo mình cho cải thảo vô. Bây giờ mình cho tỏi vô nha. Mình cho vô ít hành nha. Ui ngon quá mọi người. Cái mùi này nó kiểu như là vịt nấu chao của mình đó, rất là ngon luôn nha. Rồi mình cho một ít bột mè vô nữa nha. Không, cái này là một nồi chứ không phải một ít nha mọi người. Mẹ đi nói cái món này á, bỏ bột này vô ăn mới ngon. Người Hàn thích ăn cái bột này lắm mọi người. Rồi canh của mình rất là thơm ngọt, bùi. Rồi múc cho bà xui một nồi canh khoai môn nha. Ăn rồi đảm bảo bà nhớ liền tới món vịt nấu chao. Cái mùi khoai môn này không lẫn vô đâu được với vịt nấu chao hết. Xui. Trời. Sáng nấu nồi canh ăn cả làng luôn. Mà cái này nấu cho cả làng ăn thiệt. Chút xíu nữa là mẹ chồng Tiên sẽ múc đi ăn với mấy bác kia. Đi ngắm lá vàng đó. Cảm ơn người ta. Ngon nè. Khoai môn là những gì nếp xuyên nếp ta để ta này các cứ đi không mà thấy tôi nấu ngon không? Tay tôi là con gái tôi đó, tôi nấu gì cũng ngon chứ. Món này giống vịt nấu chao này ha, cái mùi vịt nấu chao không? Hấp cái này vô cái nó ấm. Cái mùi giống vịt nấu chao. Có khoai môn. Trời đang lạnh hút cái này vô là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Tức quá. Nóng, ăn từ từ đi thôi. Khoai môn mà nóng lắm đó. Khoai môn là lột lử luôn. Ủa, ý là cấm nét tôi không để đâu một trà. Hút cái đầu nóng cái đó. Khoai môn này ăn cái là nhảy lên đỉnh luôn á. Mồm với nấm gồm. Mồm với nấm gồm là hai món mà không thể nào ăn gấp được. Mớp nữa. Đúng rồi. Cắn tới đây là dậy từng từng tới đó đó. Món này dẻo một cái luôn trời. Ngon. Mồm sáp. Dẻo lắm nè. Món này mình là món vịt nấu chao ăn nhất cái nét. Món này mẹ tư khoái rồi. Mẹ nấu chè môn ăn. Có nếp mà. Ông mời nên bắt cái thô ran bắp tiên sư. Có nếp mà mua đậu trắng với cái này nữa là về nấu rồi người nước nước cốt. Thô ran bắp tiên sư đấy nè. Người đàn bà thích ăn bánh ăn chè, thích làm bánh làm chè, khoái ăn đồ ngọt. Trời nấu chè mua một cái là nhức cái nách. Mời nấu cho bà kia.
지금은 팥빙수 안 팔긴데 죽었어. 야, 뭐 그 뭐 đậu trắng 그 một cái 그냥, 어. 그냥. 어. 그냥. 응. 따뜻한 거. 반 không? Tôi nấu cho bạn rồi. À, ông anh tôi xin lẻ mua rồi xin lẻ. Ăn. 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 Đúng rồi. Ăn. À. Ăn. À, ăn. Trời ơi. Một câu nói thể hiện hành động rất là. Yeah, cái mà đi ăn cái mà đi. Mau rồi. À, mau rồi. Nè, ăn. À. Ăn, cái gì được cái ăn. Ăn. Ăn, cái gì được cái ăn, ăn. Ăn. Nhẹ nhàng thôi mẹ. Mẹ đừng có, mẹ nói ăn cái là hành động diễn tả là ăn. Cắn luôn. Nghe mà như là cắn cái gì luôn á. Cắn cái gì, cắn cái gì. À, ta kể cơ cơ con chó nhà ai mà nó hú ghê gì mà hồn. Con chó nhà Tiên nó bị câm luôn rồi. Nó không biết sủa. Con cà phê nhà Tiên. Con cà phê nó không nghe nó tiếng động một ngày trời vậy chứ mọi người. Coffee with số điện này rồi. Coffee thôi chẳng nên đảo. Chỉ xin một cái mất lạc chẳng chất chẳng nên đảo. Nó không. Nó không. Chó mà không nghe sủa nó quên bản thân nó là chó luôn. Chả khi càng á chi như tụi à mà ít cho bó đi cười. Tôi nghe quá. Cả hai chị chỉ nâng bóp ít cho bố được rồi, nó quên cắt sổ luôn rồi. 내가 어디 갔다 오면 계속 아 이래 하잖아. 말 했거든. 그때부터 이래서 이내가 물고 온다 이거 소리 안 나요. 물고. Mẹ tôi nói là mẹ tôi đi về nhà nó mừng nó hay sủa nó ăn 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 á. Xong cái kiểu như la đó, la cái gì nín im, cái biết cái nó nghỉ sủa nó không thèm sủa nữa, về cái nó im lặng luôn. Không biết ăn chứ nên đâu. Nói chung là tao ăn chung, nhưng bây giờ tao bán ở trong nhà, tao ở đây thì ai bán cái bát sắc sôi nó phát ra đó mà, chỉ có chính kinh đạo rồi mà. Cái thứ này là gì cái này? Ông mà cho tao qua đó kia nè. Cái này nước Việt Nam kìa bà. Cảm ơn. Cảm ơn. Nước Việt Nam kìa. Cũng chuẩn bị rồi đó bà. Kể rồi tức cái sự thật. Mà cũng ngồi lâu rồi. Ngồi nó buồn ra. Yeah. 늦게 늦게 아버지 때려왔단 말이야. 너무 커갖고. 카페 của nhăn nhăn. Nhãn nhãn coffee. Ăn thanh. Nãy ly thì tôi cũng rầy với bà mà không có chế nước nha. Nguyên chất. Nguyên chất hả? Ừ. Ủa
엄마는 쫑긋이 먹는데 뭘 안 타는 거예요? 완전 맛있네. Hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của mẹ tiếng nha. Đăng ký kênh, like và comment ủng hộ cho kênh Trường Sơn TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Mọi người. Cảm ơn.